Bắt đầu từ chiều ngày 22 tháng 9, người dân tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn khi đi qua chốt kiểm soát hay ra vào các vùng xanh sẽ được lực lượng chức năng lựa chọn ngẫu nhiên và hướng dẫn tự lấy mẫu để test nhanh với COVID-19. Theo ghi nhận của Vietnamnet, tại các chốt kiểm soát tại các tuyến đường lớn như Quang Trung, Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, bắt đầu từ chiều ngày 22 tháng 9, cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai mô hình lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên người lưu thông. Tại các chốt khu vực vùng xanh, toàn bộ người dân khi ra vào phải có lý do chính đáng và phải tự test COVID-19 tại chốt. Nếu có kết quả âm tính, người dân mới được phép di chuyển ra vào khu vực. Trong ngày đầu triển khai, nhiều người dân khi qua chốt không khỏi bất ngờ vì cho rằng lực lượng trực chốt gọi vào kiểm tra giấy đi đường chứ không nghĩ được test nhanh COVID-19 miễn phí như vậy. Để tránh việc người dân lấy mẫu không đúng cách, làm lãng phí kit test nhanh COVID-19, tại các chốt luôn có lực lượng y tế túc trực hướng dẫn người dân tự lấy mẫu đúng cách. Lúc mà anh công an bắt vô thì anh nghĩ là chắc là vô kiểm tra giấy test rồi luồng xanh, nghĩ chắc là anh kiểm tra đó thôi, chứ không nghĩ mình vô đây để tự test. Như vậy thì sẽ tốt cho người dân thôi và có độ an toàn đảm bảo cho người dân đi đường. Nếu mà phát hiện ra được con người có bệnh thì sẽ được đưa đi cách ly và xử lý tốt cho xã hội. Khi mà mình triển khai cái nội dung mà tự test cho người dân tại các chốt kiểm soát, chốt vùng xanh á, thì mình có thể tầm soát được một phần đối với những cái người mà đi ra ngoài đường. Những người ra ngoài đường thì họ là trong nhóm cái nguy cơ là dễ mang mầm bệnh nhất. Thì mình test họ để xem họ có mầm bệnh trong người hay không. Qua đó thì mình cũng kịp thời cách ly họ ra khỏi xã hội để tránh lây lan cho cộng đồng. Thì qua đánh giá thì thấy cơ bản chưa có ca nào là dương tính. Như vậy thì cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Cũng theo ông Tâm, trung bình một ngày địa phương sẽ tiến hành lấy khoảng 7.000 mẫu test cộng đồng. Việc để người dân tự test nhanh tại chốt sẽ tiết kiệm thời gian và lực lượng y tế, kịp thời phát hiện các F0 trong cộng đồng, từng bước mở rộng vùng xanh trên địa bàn.